Xin mến chào quý khán giả đang đến với bản tin cập nhật chiến sự Nga Ukraina và tình hình thế giới được phát sóng trên kênh The Second Post. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Mở đầu bản tin là một tình cảnh khốn khổ của quân đội Nga trên chiến trường Ukraina. Theo đó, một quân nhân Nga có biệt danh Kupol đã tuyên bố rằng một nửa trung đoàn của mình đã bị thanh lý trong cuộc chiến ở Ukraina người lính này thuộc trung đoàn thống đốc số 30 của lực lượng vũ trang Nga đã lên tiếng phàn nàn về tổn thất nặng nề mà đơn vị của ông phải chịu và mức lương thấp mà họ nhận được. Đoạn phim ghi lại lời chia sẻ của Kupol đã được công bố trên kênh Telegram 365 của Ukraine. Trong đoạn video, Kupol bày tỏ sự bất mãn về việc lương của trung đoàn đã bị cắt giảm đáng kể kể từ mùa xuân, xuống chỉ còn 34.000 rúp mỗi tháng, tương đương khoảng 370 Mỹ Kim theo tỷ giá chính thức. Chúng tôi là những người lính của SVO, tức chiến dịch quân sự đặc biệt, theo cách gọi của người Nga. Chúng tôi sống trong bùn lầy, trong điều kiện vô cùng tồi tệ, thậm chí đôi khi chúng tôi bị thiếu ăn, thiếu ngủ. Và đây là lần thứ tư chúng tôi chỉ nhận được 34.000 rúp. Làm sao một gia đình có thể sống sót với số tiền đó, đặc biệt khi chúng tôi còn phải chi tiền mua những nhu yếu phẩm như khăn giấy, thuốc lá, cà phê, trà và đường. Chúng tôi phải tự mua tất cả, không ai hỗ trợ chúng tôi. Ông nói trong sự bức xúc. Kubon cũng bày tỏ sự thất vọng về tình trạng của trung đoàn mà ông phục vụ. Trung đoàn thống đốc số 30 vốn được coi là một trong những đơn vị tinh nhuệ chịu trách nhiệm bảo vệ và an ninh cho vùng Belgorod. Tuy nhiên, theo lời ông, một nửa trung đoàn đã bị tiêu diệt tại Volzhansk và hiện tại đơn vị của ông đã được điều động đến Kursk gần hướng xuất gia. Dù trên giấy tờ họ không được coi là tham gia vào vùng chiến sự. Ông cũng chỉ trích cách mà chính quyền Nga, bao gồm Tổng thống Vladimir Putin, Bộ Quốc phòng và các cơ quan thực thi pháp luật, đã phớt lờ những lời kêu cứu và phạt nạn từ phía các quân nhân. Dù đối mặt với mức lương thấp, điều kiện sống khắc nghiệt và nguy cơ bỏ mạng trên chiến trường, Kubon vẫn tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu, dù cảm thấy gia đình mình đang bị bỏ rơi trong tình cảnh khó khăn. Trước đó, trang tin Dialog.ua đã đưa tin rằng Ross TV bắt đầu nói về việc giới tinh hoa của Putin đang cướp bóc Liên bang Nga. Ngoài ra, cũng có thông tin rằng trung đoàn đổ bộ tấn công 36 của Ukraine đã tiến hành một cuộc không kích thành công vào một nhóm quân xâm lược gần Volchansk và cuộc tấn công này đã được ghi lại trên video. Thưa quý vị, thống đốc Vyacheslav Gladkov thông báo rằng quân đội Ukraine đang cố gắng vượt qua biên giới tại vùng Belgorod, gây ra tình trạng căng thẳng tại khu vực này. Trên kênh Telegram cá nhân, ông Gladkov cho biết, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, tình hình tại biên giới hiện rất khó khăn, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Ông khẳng định quân đội Nga đang thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch. Trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công, bao gồm bắn hạ 23 máy bay không người lái và hơn 70 quả đạn vào 27 khu dân cư trong vùng Belgorod. Thống đốc Kratkov cho biết cuộc pháo kích vào thành phố Shebekino đã khiến 6 thường dân bị thương, trong đó hai người đã tự đến các cơ sở y tế sau vụ tấn công buổi sáng. Ông Kratkov cũng thông báo rằng cuộc tấn công của quân đội Ukraine đã gây hư hại đáng kể, với 11 ô tô, 16 ngôi nhà riêng 13 tòa nhà chung cư, 5 cơ sở thương mại, một doanh nghiệp nông nghiệp và một đường dây cung cấp điện bị ảnh hưởng. Theo nguồn tin từ Sot, một nhóm quân Ukraine gồm 8 xe bọc thép và 60 binh sĩ đã tham gia một trận chiến với lực lượng biên phòng Nga gần Neko Quân đội Nga đã đáp trả bằng pháo binh và không quân. Trước đó, vào Chủ nhật tuần trước, lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công làng Rakitny, khiến 5 thường dân thiệt mạng và 12 người bị thương, trong đó 6 người, bao gồm một bé gái 10 16 tuổi đang trong tình trạng nghiêm trọng. Kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine, vùng Belgorod đã thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine. Tần suất các cuộc tấn công đã tăng lên đáng kể, đạt mức 300 đến 400 vụ mỗi tháng trong năm 2023. Những cuộc tấn công này đã nhiều lần gây hư hại các đường dây điện và trạm biến áp, theo số liệu từ ấn phẩm địa phương Fona, kể từ khi chiến tranh bắt đầu, ít nhất 239 thường dân tại vùng Belgorod đã thiệt mạng do các cuộc pháo kích. Hơn 5.000 căn hộ và nhà riêng đã bị hư hại do các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và hơn 7.000 căn hộ ở khu vực biên giới đã chịu tổn thất do các cuộc tấn công này. Đến với tình hình giao tranh nóng bỏng đang diễn ra tại Kursk, mới đây các lực lượng Nga đã thiết lập cây cầu phao thứ năm trên sông Seim thuộc vùng Kursk, bất chấp việc các cây cầu trước đó bị lực lượng vũ trang Ukraine liên tục tấn công và phá hủy. Theo báo cáo từ Radio Liberty, sau khi nghiên cứu hình ảnh vệ tinh mới nhất, cây cầu phao mới này nằm gần làng Zervanoia, cách cây cầu cố định bị phá hủy trước đó khoảng 2 km về phía sông. Động thái này thể hiện nỗ lực của Nga nhằm duy trì hậu cần cho các lực lượng của mình tại quận Kleskovsky. Mặc dù khu vực này đang đối mặt với nguy cơ bị cô lập, quân đội Nga đang đối diện với một tình huống khó khăn khi phải giữ vững vị trí trong khu vực này của mặt trận. Trước đó, lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy ba cây cầu cố định kết nối khu vực này với phần còn lại của Nga, khiến các đơn vị Nga tại đây bị mắc kẹt trong cái gọi là vạt hậu cần. Theo chuyên gia quân sự Nga Jan Matviev, việc Ukraine kiểm soát phần tả ngạn của quận Kleskovsky chỉ còn là vấn đề thời gian. Ông Matviev nhận định rằng, dù Ukraine chiếm được khu vực này, điều này sẽ không tạo ra sự thay đổi chiến lược lớn, nhưng có thể dẫn đến việc bao vây các lực lượng Nga, bắt giữ tù binh và chiếm một phần lãnh thổ đáng kể. Trước đó, các cuộc tấn công thành công của Ukraine vào các cây cầu phao và lực lượng Nga tại khu vực Kursk đã gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động quân sự của Nga. Tuy nhiên, bất chấp những thất bại này, Nga vẫn tiếp tục nỗ lực thiết lập hậu cần mới qua sông Seim, một động thái mà nhiều chuyên gia quân sự cho rằng sẽ không mang lại kết quả lâu dài và chỉ làm tăng thêm thiệt hại cho quân đội Nga trong khu vực. Chuyển sang những diễn biến ở chiến trường Trung Đông, quân đội Israel vừa thông báo đã thực hiện thành công một chiến dịch giải cứu một cân tin 52 tuổi bị giam giữ ở Gaza từ tháng 10 năm 2023. Chiến dịch được tiến hành bởi đơn vị biệt kích hải quân Sajetet-13, công binh đặc nhiệm Yahalam và cơ quan an ninh Israel Shibet đã giải cứu thành công ông Fahan al từ một hầm ngầm ở miền nam giải Gaza vào sáng sớm ngày 27 tháng 8. Chưởng tướng Daniel Hagari, phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, chiến dịch dựa trên thông tin tình báo chính xác và là một hoạt động vô cùng phức tạp, ông al khadi cư dân của Rahat, một thị trấn với phần lớn dân cư là người Ả Rập, đã bị bắt giữ bởi các tay súng Hamas trong cuộc đột kích hồi tháng 10 năm 2023, khi ông đang làm bảo vệ tại một nhà kho ở miền Nam Israel. Theo IDF, ông al khadi hiện đang trong tình trạng sức khỏe ổn định và được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant khẳng định rằng Israel sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để đưa các con tin trở về an toàn nhắm diễn đàn con tin và thân nhân người mất tích tại Israel, mô tả việc ông Al-Khadi được giải cứu là một phép màu, nhưng nhấn mạnh rằng chỉ có lệnh ngừng bắn mới bảo đảm được sự an toàn cho các con tin khác. Họ kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực buộc Hamas phải chấp nhận thỏa thuận và trả tự do cho những người bị bắt giữ. David Manser, phát ngôn viên chính phủ Israel cho biết, nước này đang xử lý vấn đề thông qua cả biện pháp ngoại giao và quân sự, Chúng tôi biết rằng Hamas chỉ quan tâm đến đàm phán khi bị áp lực quân sự, ông Menzer nói. Hamas đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào miền Nam Israel vào đầu tháng 10 năm 2023, khiến hơn 1.100 người thiệt mạng và bắt giữ 251 người làm con tin, trong đó 104 người vẫn còn bị giam giữ tại giải Gaza. Theo thông tin từ quân đội Israel, 34 người trong số này đã chết. Israel sau đó đã khởi động một chiến dịch quân sự trả đũa nhằm vào giải Gaza, khiến hơn 40.400 người thiệt mạng và hơn 93.600 người bị thương, theo cơ quan y tế của giải Gaza. Chuyển sang những diễn biến ở chính trường Hoa Kỳ, công tố viên đặc biệt Jack Smith đã đưa ra một cáo trạng mới chống lại cựu tổng thống Donald Trump liên quan đến nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 với những thay đổi quan trọng nhằm phản ánh phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ về quyền miễn trừ của tổng thống. Cáo trạng mới vẫn giữ nguyên các tội danh chính, nhưng thu hẹp nội dung các cáo buộc để phù hợp với quyết định của Tòa án Tối cao về quyền hạn của tổng thống khi đương chức. Vào ngày 27 tháng 8, văn phòng của ông Jack Smith đã nộp bản cáo trạng mới lên Tòa án Liên bang ở Washington, ba ngày trước hạn chót mà thẩm phán Tania Chutkan đã đặt ra để ông Smith trình bày hướng giải quyết mới cho vụ án. Cáo trạng đã được đại bồi thẩm đoàn thông qua, bao gồm các thành viên mới nghe các bằng chứng được công tố viên trình bày lần đầu. Theo đội ngũ của Jack Smith, bản cáo trạng mới đã điều chỉnh nội dung để tôn trọng và thực thi các chỉ dẫn từ tòa án tối cao, bao gồm những hành động của ông Trump liên quan đến Bộ Tư pháp Mỹ sau cuộc bầu cử năm 2020 một trong những điểm chính là nỗ lực của trump trong việc bổ nhiệm jeffrey clark làm quyền bộ trưởng tư pháp thay thế cho jeffrey rosen ông clark là người ủng hộ mạnh mẽ kế hoạch lật kèo bầu cử của trump và đã lên kế hoạch gửi thư đến các quan chức bầu cử ở các bang tuyên bố sai sự thật rằng bộ tư pháp đã xác định được lo ngại đáng kể có thể tác động đến kết quả bầu cử tuy nhiên các bang cuối cùng đã không tuân theo chỉ thị của Clark và Trump cũng không bổ nhiệm ông ta vào vị trí quyền bộ trưởng tư pháp sau khi các quan chức cấp cao trong bộ tư pháp cảnh báo về một làn sóng từ chức hàng loạt nếu điều này xảy ra điều này dẫn đến việc Jeffrey Clark không còn được xem là đồng phạm trong cáo trạng mới khác với cáo trạng ban đầu Mặc dù vậy, bản cáo trạng mới vẫn giữ lại nhiều cáo buộc nghiêm trọng chống lại ông Trump, bao gồm kế hoạch lập đoàn đại cử tri giả ở các bang chiến trường, kế hoạch ép phó tổng thống Mike Pence từ chối kết quả kiểm đếm đại cử tri và lợi dụng cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại tòa nhà Quốc hội Mỹ để trì hoãn việc xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden. Sau khi bản cáo trạng mới được công bố, ông Trump đã phản ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội Twitter, cáo buộc Jack Smith đang tuyệt vọng và cố gắng hồi sinh cuộc săn phù thủy vốn đã chết. Ông cho rằng bản cáo trạng mới không có gì khác biệt so với bản cáo trạng trước đó và đầy rẫy vấn đề. Đồng thời yêu cầu tòa án hủy án ngay lập tức. Dự kiến cả phía ông Trump và công tố viên Jack Smith sẽ trình diện trước tòa vào tuần tới để tiếp tục các thủ tục pháp lý trong vụ án này. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, Bộ Ngoại giao Việt Nam bày tỏ kỳ vọng và tin tưởng rằng các hoạt động của Đại học Fulbright Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao bà Phạm Thu Hằng trong cuộc họp báo ngày 26 tháng 8 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Đại học Fulbright Việt Nam, coi đây là thành quả của hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Bà Hằng cũng khẳng định sự hoan nghênh của Việt Nam đối với các hoạt động của Đại học Fulbright, nhấn mạnh rằng đây là một trong những điểm nhấn trong tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Mỹ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2023. Chúng tôi mong muốn và tin tưởng rằng các hoạt động của Fulbright Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp thiết thực vào sự phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác đang ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Mỹ, bà Hằng nói. Được thành lập vào năm 2016, Đại học Fulbright Việt Nam đặt trụ sở tại khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh là kết quả của sự hợp tác cam kết giữa Việt Nam và Mỹ. Trên trang web của mình, Đại học Fulbright tự hào là đại học khai phóng đầu tiên của Việt Nam với sứ mệnh giúp sinh viên xây dựng nền tảng giáo dục kết nối và trải nghiệm nhằm phụng sự đất nước và đóng góp cho một thế giới tốt đẹp hơn. Trong tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Mỹ lên đối tác chiến lược toàn diện năm 2023, Hai bên đã ghi nhận vai trò ngày càng quan trọng của Đại học Fulbright Việt Nam, không chỉ trong lĩnh vực đào tạo chính sách công mà còn như một trung tâm giáo dục uy tín trong khu vực. Tuyên bố cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc đầu tư vào nguồn nhân lực, xem đây là một yếu tố thiết yếu cho sự thịnh vượng, an ninh và phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, gần đây Đại học Fulbright Việt Nam đã phải đối mặt với những chỉ trích trên mạng xã hội vào ngày 14 tháng 8, trường đã tuyên bố chính thức trên trang Facebook phản đối những thông tin sai lệch và gây kích động về trường và cộng đồng Fulbright. Trường cho biết những tuyên bố này là thông tin sai lệch với mục đích thao túng, nhằm phát tán những điều không đúng về trường. Sự việc bắt đầu từ khi một số tài khoản mạng xã hội đăng tải hình ảnh từ lễ diễu hành tốt nghiệp của Đại học Fulbright hồi tháng 6, nơi có khẩu hiệu fearless không sợ hãi. Sự kiện này gây tranh cãi vì được cho là không có quốc kỳ Việt Nam hiện diện. Trương đã mạnh mẽ lên án những nỗ lực lan truyền thông tin sai lệch này, đồng thời nhấn mạnh rằng hành động này đã gây tổn thương cho các cá nhân liên quan. Chính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.